người. Người đang đứng trước bóng. Trong cái đầu tư nhất này thì các thủ do Linh sẽ bảo vệ phía tay trái anh bạn. Và như vậy hiệp 1 đã được bắt đầu. Để tiện cho quý vị theo dõi, mình xin giới thiệu đội hình ra sân của hai đội. Bên phía SC Vinh, Nguyễn Long. Đây là Nguyễn Long. Lương Diên rất hay. Đây là một cọ đá chung của Gia Linh. Rất hay. Nhưng mà đi bóng như và đảo chân rất hay của các cầu thủ Gia Linh. Về đi, về. Dứt điểm. Không vào. Khá đàn tiếp. Vừa rồi là pha đi bóng rất hay của Bùi Tính. Đó là Hữu Tưởng. Và đi bóng của Hữu Tưởng nhưng không thành công. Đại biệt cho Vinh Linh này. Rất nguy hiểm. Đây là một cơ hội dành cho Vinh Linh này. Nhưng không thành công. Lương Diệp đã chơi tốt. Không được. Một pha động bài quá hay của Lương Diệp. Ở ngoài sân, các cổ động viên đang cổ vũ rất nhiệt tình dành cho Gia Linh. Anh ơi, anh số 9 ơi. Anh ơi. Đây là một cơ hội dành cho đội Gia Linh. Hoàng Tính. Cơ hội không vào. Quả đáng tiếc. Một pha phá bóng trả những đường chuyền quyết định của anh Tuấn. Bùi Tính. Nguy hiểm không vào. Một pha bóng rất hay của cầu thủ Gia Linh. Bên ngoài sân, Vinh Khai trẻ mị có sự thay đổi người. Chúng ta sẽ chờ xem ai sẽ là người vào sân. Lương Diễn rất nguy hiểm. Không vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Gia Linh. Vừa rồi Vinh Linh ai thay đổi người. Ngay lập tức để các đội Gia Linh có một tình huống nguy hiểm. Nguy hiểm không. Vẫn là Gia Linh. Ôi, vẫn chưa được. Đá biên dành cho các cầu thủ Gia Linh. Nguy hiểm. Không vào. Rất đáng tiếc dành cho Gia Linh. Thủ môn góc chuyên gia đá phạt dành cho Gia Linh. Cơ hội là vẫn còn dành cho Gia Linh. Đánh đâu vẫn chưa được. Lương Diên. Tiếp tục là Lương Diên xuống đây. Vẫn chưa được. Khá đáng tiếc dành cho Gia Linh.
bóng trở lại với Gio Linh. Tôi không vào, quá đáng điểm. Và như vậy như lưới của Vĩnh Linh Anh đã rung lên rồi. Vừa rồi lưới của Vĩnh Linh Anh rung lên. Tỷ số là 1-0 dành cho Gio Linh. Bóng lọt vào. Cơ hội dành cho Vĩnh Linh Anh. Không có lỗi của Phong Mò. Phần trận đấu tiếp tục. Cơ hội dành cho Vĩnh Linh ơi. Vẫn chưa được, rất đáng tiếc. Đá biên dành cho các cầu thủ Gio Linh. Có Gio Linh vào sân. Thầy Bà Duyên. Đó là thầy Bà Doãn vào sân. Một cơ hội dành cho các cầu thủ Vĩnh Linh ai. Cơ hội quá. 1-0. Tỷ số là 1-0. Và các cổ động viên đã ăn mừng rồi. Các cầu thủ của Vĩnh Linh ai cũng vậy. Người ghi bàn đó là Phong Bo. Niềm vui của các cầu thủ Vĩnh Linh ai. Tỷ số bây giờ là 1-0. Nguyễn Long. Đây là một cú quá đáng điểm dành cho Vĩnh Linh ai. Trọng tài đã xoa tay rồi. Xoa tay đó là không có một lỗi nào. Hơi đáng điểm dành cho Vĩnh Linh ai. Rất nguy hiểm cơ. Không vào. Văn một. Văn. Đó là một điểm của Nguyễn Long. Phản công dành cho các cầu thủ Vĩnh Linh ơi. Không vào. Tiếng còi trọng tài đã vang lên. Chiếc thẻ vàng dành cho các cầu thủ Vĩnh Linh ai. Hình như dành cho Lưu Thắng, đội trưởng của Vĩnh Linh ai. À, Nguyễn Long. Nguyễn Long không vào. Bóng đi khá là bậc. Dành cho các cầu thủ Gio Linh. Rất bất ngờ với quả đá phạt vừa rồi của Nguyễn Long. Đây là Minh Tuấn. Không vào. Một pha xoay người vào dứt điểm rất hay của Minh Tuấn. Cầu thủ Vĩnh Linh ai. Rất hay. Đó là pha tả hữu xung đột của Hoàng Khương. Cơ hội.
3-1 dành cho các cầu thủ Gio Linh. Một pha dứt điểm rất chất lượng trong tình huống vừa rồi, nâng tỷ số lên 3-1. Và bàn thắng đó hình như đó là của Bùi Tình. Một trận đấu diễn ra vào buổi chiều cuối tuần rất mát mẻ, và các cầu thủ Gio Linh đang chơi rất hay, và các cầu thủ Vĩnh Linh 2 chơi cũng không kém, chỉ là thiếu may mắn mà thôi. Chắc chắn là những phút bù giờ sẽ là rất là nhiều. Đá biên dành cho các cầu thủ Vĩnh Linh 2. Lưu Thắng. Cơ hội dành cho các cầu thủ Gio Linh. Thời gian là không còn nhiều nữa rồi. Phản công dành cho Vĩnh Linh 2. Nguyễn Long. Vẫn là Nguyễn Long. Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết thúc trận đấu, chiến thắng 3-1 dành cho Gio Linh trước Vĩnh Linh 2. Xin chúc mừng các cầu thủ Gio Linh với chiến thắng này. Trận đấu giữa Vĩnh Linh 2 đối đầu với Gio Linh sẽ được kết thúc tại đây. Xin chào các bạn ở những trận đấu tiếp theo của giải đấu.